Tới khu vực này các bạn thấy thì họ đã đúc bê tông bên trên. Ở bên trên thì họ sử dụng cái công nghệ đúc hẳn. Nhưng mà người ta sẽ khoan nhồi xuống bên dưới. Sau đó người ta sẽ đưa những lòng sắt vào bên trong. Cái công nghệ dầm đúc hẳn là cái hệ đúc nối đốt nọ với đốt kia với nhau, dùng bê tông giữ ứng lực. Các bạn thấy đó, người ta đang đổ bê tông vào bên trong để đúc một cái đốt dầm á. Thì một cái đốt dầm á có chiều dài 3,5 m. Sau khi đúc tập 2. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Gió Mùa Ký Sự. Lời đầu tiên thì xin được chúc cho các bạn có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thì hôm nay mình đang di chuyển lên cầu Mỹ Thuận hiện hữu nè. Và cái cầu này là cầu dây văng bắc qua sông Tiền, nối liền giữa hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long. Hôm nay thì mình xin được phép chia sẻ quay đôi chút một đoạn ngắn về cầu Mỹ Thuận hiện hữu này. Và một lát mình sẽ chia sẻ về cầu Mỹ Thuận 2 đang xây dựng nha các bạn. Thì cầu Mỹ Thuận hiện hữu này á thì nằm cách với thành phố Hồ Chí Minh 125 km, hướng về phía tây nam trên quốc lộ 1A, là trục giao thông chính của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ở thời điểm hiện tại và cách cầu này khoảng 350 m thì đang xây dựng một cây cầu Mỹ Thuận 2 phía bên tay phải mình đó. Cũng là một cái cầu dây văng nha các bạn, dành cho đường cao tốc huyết mạch Bắc Nam. Thì cầu Mỹ Thuận hiện hữu này có chiều dài hơn 1.500 m, rộng 23,6 m với 4 làn xe, được khởi công vào tháng 7 năm 1997 và thông xe vào ngày 21 tháng 5 năm 2000 để thay thế cho phà Mỹ Thuận ở thời điểm đó. Và hiện tại thì với mật độ lưu lượng xe đã không còn đáp ứng với cái sự quá tải hay kẹt xe và ùn tắc giao thông vào những ngày lễ Tết hay Chủ nhật trên cầu này thì cho nên cái việc xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 để giảm tải là điều tất yếu ưu tiên hiện tại. Và hôm nay mình xin được phép chia sẻ về cầu Mỹ Thuận 2 cũng như là chia sẻ về cùng mình tìm hiểu về công nghệ đúc hẳn là gì, cũng như là cầu thiết kế dây văng là cầu như thế nào nhé. Bây giờ thì mình cùng xem lại cầu Mỹ Thuận 2 đang xây dựng như thế nào nhé các bạn, đang trong giai đoạn đúc thân trụ cầu. Xin chào các bạn thấy bên dưới đó chính là trụ tháp chính của cầu Mỹ Thuận 2 bên bờ phía tỉnh Tiền Giang nha các bạn. Đây, từ vị trí này nó dẫn lên đường dẫn về nút giao An Thái Trung, nhưng mà tuyến cao tốc trung lương Mỹ Thuận. Ở bên dưới đây cái tiến độ mới nhất đây các bạn thấy được là họ đang thi công cái phần đổ bê tông lên bên trên nè, lên hai cái trụ bên trên nè. Rồi bây giờ nhìn qua bên đây là cái trụ phía bờ tỉnh Vĩnh Long nha. Đó, họ cũng đang đổ lên bên trên rồi và đổ đường dẫn. Rồi bây giờ mời các bạn xem tiếp video của mình. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển xuống chân cầu bên phía địa phận của tỉnh Vĩnh Long để cùng mình xem coi tiến độ mới nhất của cầu Mỹ Thuận 2 dành cho cao tốc giờ nó đang trong giai đoạn tiến độ ra sao như thế nào nhé các bạn. Thì mình di chuyển hết cái đoạn chân cầu Mỹ Thuận hiện hữu này thì sẽ có hai hướng rẽ. Một là mình rẽ tay phải là mình sẽ di chuyển trên quốc lộ 80 để mình về thành phố Sa Đéc nha các bạn, và về các tỉnh ở khu vực của hướng Sa Đéc. Còn mình di chuyển hướng bên tay trái thì mình sẽ vào thành phố Vĩnh Long, đi trên quốc lộ 1A nha các bạn. Đó, các bạn cũng có thể thấy được biển bảng và các hướng di chuyển như thế nào. Thì mình sẽ rẽ bên tay phải để di chuyển qua khu vực của cầu Mỹ Thuận 2 bên bờ địa phận của tỉnh Vĩnh Long, và cũng như cùng mình xem cái đoạn đường dẫn của cầu Mỹ Thuận 2 bên địa bàn của tỉnh Vĩnh Long như thế nào nha các bạn. Thì đoạn đường dẫn bên cầu Mỹ Thuận 2 bên tỉnh Vĩnh Long thì có chiều dài khoảng 0,4 km nha các bạn. Thì hiện tại mình đang di chuyển bên dưới cái đoạn đường dẫn và cũng như là nhịp cầu chính bên địa bàn của tỉnh Vĩnh Long để dẫn ra nhịp chính ở ngoài sông Tiền nha các bạn. Thì hiện tại thì cái dự án cầu Mỹ Thuận 2 này đã thi công được khoảng hơn 40% khối lượng công việc rồi nha các bạn. Và mình xin được phép kể sơ về đôi chút về cầu Mỹ Thuận 2 này. Thì cầu Mỹ Thuận 2 này có tổng chiều dài là 6,61 km, gồm có cầu, những nhịp chính cũng như là hai đoạn đường dẫn nha các bạn. Và với tổng mức đầu tư là hơn 5.000 tỷ đồng và sẽ được thiết kế với 6 làn xe hoàn chỉnh.
Và cái dự án cầu Mỹ Thuận 2 này đó do ban quản lý dự án 7 nắm và quản lý nha các bạn, cùng với những công ty những cái gói thầu nhỏ ở bên trên cái dự án cầu Mỹ Thuận 2 này sẽ đảm nhận thi công nha các bạn. Ở bên đây cái đoạn cầu cạn này chính là thuộc khu vực của tỉnh Vĩnh Long, thuộc khối XL04. Thì các bạn thấy cái đoạn đường dẫn này và cái đoạn cầu cạn này nè, là người ta đã lắp xong những cái phiến dầm super T lên bên trên. Và mình cũng có thể thấy được ở bên trên thì họ đã lắp xong phiến dầm super T, nhưng mà hai bên vái cầu thì họ chưa có thi công lắp xây những hai bên vái cầu nha các bạn. Thì mình đang di chuyển ra phía ngoài hướng vào sông Tiền, bên phía bờ của địa phận của tỉnh Vĩnh Long nha các bạn. Đó, bên đây thì mình có thấy là tiến độ họ nhanh hơn so với bờ bên kia của địa phận của tỉnh Tiền Giang. Thì các bạn có thể xem lại bên cái clip vừa rồi mình chia sẻ bên địa phận của tỉnh Tiền Giang nha các bạn. Đó, với vị trí này thì họ sử dụng cái công nghệ dầm nút hẳn, chứ không còn sử dụng công nghệ dầm super T nữa nha các bạn. Thì mình đảo lại một vòng cho các bạn xem lại một lượt cho dễ nhìn hình dung ha. Đó, các bạn cũng có thể đếm được cái số những cái phiến dầm lắp ở bên dưới rồi đúng không nào. Đó, trên những cái nhịp chính cũng như là trên cầu này thì người ta sẽ thi công hẳn hoi, làm hẳn hoi sẵn 6 làn xe luôn nha các bạn. Đó, còn cái gọn cầu sắt này nhỏ nhỏ bên dưới chính là dành cho các anh em kỹ sư để họ ra vào để mà thi công công trình ở ngoài cái trụ tháp chính rồi đó. Mình đang di chuyển ra ngoài khu vực của trụ tháp chính nè. Và ở tới khu vực này các bạn thấy thì họ đã đúc bê tông bên trên. Ở bên trên thì họ sử dụng cái công nghệ đúc hẳn. Như các bạn thấy cái công nghệ đúc hẳn là cái công nghệ bê tông giữ ứng lực, sử dụng cái phần cáp giữ ứng lực là phần chịu lực chính, giống như xương sống của con người vậy đó nha các bạn. Bên trên các bạn thấy họ đang đúc cái phần mà bê tông á, của cái phần mà đúc hẳn đó. Thì cái dầm hút đúc hẳn này nè, thì mỗi một đốt dài 3,5m nha các bạn, cân bằng hai bên, dùng bê tông giữ ứng lực. Họ đang cố gắng để mà đúc nối ngay tại cái vị trí mà các bạn thấy họ đã để những cái khung sắt để định hình đó. Họ sẽ đúc nối lại bên đây của cái trụ cầu và bên kia ngay cái đoạn gian dở bên tay phải mình á, bên trên á, sẽ đúc nối lại với nhau. Đó, thì các bạn có thể thấy được những anh em công nhân họ đang thi công bên trên đúng không nào. Thì các bạn thấy ở bên trong cái hộp, ở bên trong cái hình dạng giống như cái hộp đó, thì mỗi một đốt như vậy đó, thì người ta sẽ có luồng cáp ở bên trong nha các bạn. Và mỗi một đốt vậy dài 3,5m. Thì mình thấy là cái bên địa bàn của tỉnh Vĩnh Long với XL04 này nè, tiến độ có thể nói là nhanh hơn rất là nhiều so với bên khu vực của địa bàn của tỉnh Tiền Giang. Thì họ cứ việc đúc nối lại với nhau, nói chừng nào mà hai cái đầu cầu nối lại với nhau lúc đó là gọi là hợp lòng. Mình có thể thấy được cái tiến độ của hồi hôm trước Tết cho đến nay là thay đổi rất là nhiều, rất là nhanh chóng luôn. Thì để có được một cái bệ trụ cầu như hiện tại ở bên dưới lòng sông các bạn thấy bên tay trái á, thì lúc trước á, thì người ta sẽ đưa những cái ống quách xuống bên dưới ngay vị trí mà cần thiết kế á. Đó, sau đó người ta sẽ đưa những ống quách rồi xuống bên dưới lòng sông và người ta sẽ khoan nhồi xuống bên dưới, sau đó người ta sẽ đưa những cái lồng sắt vào bên trong và đổ bê tông để cho xong được một cái cây cột. Thì tùy theo thiết kế của mỗi cầu có trọng tải bao nhiêu thì người ta sẽ làm nhiều bao nhiêu cái cột khoan nhồi nha các bạn. Và sau cùng thì người ta sẽ lắp những tấm vách ở xung quanh và người ta sẽ đổ cái bệ cầu. Cuối cùng thì người ta sẽ làm đúc thân trụ cầu nha các bạn. Bên tay phải mình đó là người ta sẽ đúc xong cái bệ trụ tháp. Sau đó người ta sẽ đúc lên cái thân trụ tháp nha các bạn. Thì từ cái thân trụ tháp người ta sẽ sử dụng cái công nghệ dầm đúc hẳn, là cái hệ đúc nối đúc nọ với đúc kia với nhau, dùng bê tông giữ ứng lực. Các bạn thấy đó, người ta đang đổ bê tông vào bên trong để đúc một cái đốt dầm á. Thì một cái đốt dầm á
có chiều dài 3,5m. Sau khi đúc tầm 2 ngày gửi cho đến 3 ngày thì bên đơn vị thi công sẽ mang mẫu đúc bê tông để thí nghiệm. Nếu kết quả đạt 90% cường độ thì đơn vị thi công sẽ luồn cáp giữ ứng lực để căng kéo đến một cái lực thiết kế. Sau đó thì đơn vị thi công sẽ thi công đúc cái đốt tiếp theo. Các bạn thấy đó, người ta đang đúc cái phần mà luồn cái sợi cáp vào bên trong á của một cái đốt đó. Và tùy theo cái mỗi cái đốt mà tùy theo cái cầu lớn cầu nhỏ mà người ta sẽ mà luồn cáp bao nhiêu sợi cáp, nhiều hoặc ít sợi cáp nha các bạn. Tùy theo cái đốt và cũng như tùy theo cái thiết kế của ban đầu người ta đã thiết kế cho cái trọng tải của cái cầu đó. Đó. Như các bạn thấy đó, người ta đã xong hoàn thành được một cái đốt cầu đó. Tiếp tục người ta sẽ đúc một cái đốt tiếp theo nữa. Cứ mỗi một đốt như vậy là 3,5m nha các bạn. Sau khi đúc xong một cái đốt thì người ta lại căng kéo cáp vào bên trong để nối tiếp để đúc cái đốt tiếp theo. Đó chính là công nghệ đúc hẳn. Nó là cái công nghệ bê tông giữ ứng lực. Phần cáp giữ ứng lực là cái phần chịu lực chính, giống như xương sống con người vậy đó các bạn. Hiện tại công nghệ ở Việt Nam mình thì chỉ có thể đúc phần nhịp chính có chiều dài nhịp thường chỉ có tối đa là 150m. Và những cái cầu có nhịp chính lớn, khổ hông huyền cao thường là trên 150m thì sẽ được thiết kế có dây văng để chịu lực nha các bạn. Nói tóm lại, cầu có thiết kế dây văng là một loại cầu bao gồm một hoặc nhiều trụ, thường được gọi là trụ háp. Như các bạn thấy ở cầu Mỹ Thuận 2 đang xây dựng đó thì nó có hai trụ háp bên dưới đó nha. Đó. Thì có dây cáp neo chịu đỡ toàn bộ hệ mặt cầu và các dầm cầu. Thì ở trụ háp chính thì ta sẽ thiết kế là dầm đúc hẳn nha các bạn. Và ở những đoạn chân cầu như thế này để nối ra chân cầu và nối ra đoạn đường dẫn trên cầu cạn thì ta sẽ sử dụng bằng dầm Super T, dầm chữ Y nha các bạn. Không chỉ ở Việt Nam mà ở đa số nước ngoài kiểu thiết kế cầu dây văng là kiểu cầu tối ưu nhất hiện nay, vì độ dài nhịp của nó nằm giữa độ dài của hai loại cầu dầm liên tục và cầu treo dây võng. Còn ở những nước tiên tiến thì sẽ có những kiểu cầu thiết kế khác và tối tân hiện đại hơn. Thì để có thể xây được cầu dây văng đòi hỏi kỹ thuật cao, kỹ sư họ chuyên môn. Trước kia thì mình phải đưa nhà thầu nước ngoài để vào thi công như cái cầu Mỹ Thuận hiện hữu vừa rồi nha các bạn. Đó. Thì những năm gần đây thì người Việt Nam mình đã học hỏi kinh nghiệm nè, cũng như tự thiết kế với thi công lại những cái kiểu cầu dây văng như thế này. Và cái cầu Mỹ Thuận 2 này cứ tiếp tục mà đúc rồi đổ lên khi nào mà nối đầu này với đầu kia với nhau. Đó người ta gọi là hợp long. Đó thì hợp long có nghĩa là đúc giữa đầu này nối với đầu kia lại với nhau. Thì những cái cầu như thế này để đảm bảo an toàn, cầu có khả năng chịu được những cơn bão cấp 10 thì nói chung đòi hỏi thiết kế phải đạt được hệ số an toàn cao và thường có thể chịu được cả động đất nha bà con. Cho nên cái việc tính toán thiết kế là rất là quan trọng trong đối với những cái cầu dây văng như thế này. Sau những chia sẻ này của mình thì các bạn cũng có thể nắm được công nghệ đúc hẳn là gì, cũng như là cầu thiết kế dây văng là như thế nào rồi đúng không? Hãy cho mình một like và một đăng ký nhé. Sau khi mình đã di chuyển tới vị trí này, chính là vị trí mà tiếp nối với dự án cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ nha các bạn. Đó, cái đoạn mà cầu vượt cầu cạn lúc nãy trên cầu Mỹ Thuận 2 đổ xuống đây nè các bạn thấy đó. Ngay chỗ phần đó là mố cầu đó. Thì từ cái mố cầu này nè, nó sẽ tiếp nối với dự án Mỹ Thuận Cần Thơ. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trong dự án tiếp theo nhé.